Dạ tụi em xin phép chào anh trai nhé. Rồi chú chào con trai. Hôm nay anh vui chưa? Vui rồi anh, rất vui rồi anh, vui lắm. Cảm giác của anh hiện tại ngay lúc này, thời điểm này như thế nào? Con về rồi, trong lòng rất là vui luôn, vui nhiều lắm. Cách đây ít ngày trước, không tả được luôn. Ít ngày trước thì cả anh và bà xã về đây, đúng không ạ? Để mà nhờ giúp đỡ là tìm con, nhưng mà cái câu chuyện tìm con của anh thật sự là rất phức tạp. Và cái dự đoán của anh em thì đoán lệch hướng. Nhưng gì anh chia sẻ thì anh em khả nghi là 99% là con nhà mình bị dụ dỗ lừa gạt. Và tới giờ phút này thì con trai anh đã về rồi. Rất mừng ha. Anh có điều nào anh muốn cảm ơn tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng không? Dạ có chứ. Trước tiên là em cảm ơn anh Hải Hiệp Sĩ với anh em trong đội anh Hải Hiệp Sĩ. Dạ. Và lại với bà con cộng đồng mạng cũng chia sẻ ít ngày nay. Em chân thành cảm ơn. Dạ. Cảm giác nói chung là cảm giác lúc này rất là thăng hoa đúng không ạ? Dạ đúng, vui lắm ạ. Tại sao? Dạ rồi em xin phép được chuyện trò với lại con trai của anh nhé. Rồi chú chào con. Dạ. Con có thể giới thiệu con tên là gì? Dạ con tên Phạm Nguyễn Hoài Thanh. Tên rất đẹp ha. Con năm nay nhiêu tuổi? Dạ con nay 15 tuổi. Con có thể chia sẻ lại cái hành trình, cái lịch sử tại sao con bỏ đi? Dạ là lúc 15 tay, lúc con lãnh lương xong rồi con cầm 1,5 triệu con đi chơi. Rồi lúc đó con kiếm việc làm rồi trên mạng á. Sau lúc đó con đi chơi xong cái con không có gì nhà, con bỏ đi luôn. Trời đất ơi. Xong con mắc cái app lên đó, ngủ khách sạn 2 ngày. Rồi xong rồi cái con mới bắt lên đó nữa. Bắt lên chỗ mua giấy việc làm á. Rồi được gọi cho đó người ta mới nói là đóng tiền vô làm. Xong rồi lúc đó là con hết tiền rồi. Ông mới nói là giờ là phải cầm điện thoại đóng tiền vô làm. Tức là cái người bên môi giới việc làm. Dạ. Nói con là phải cầm điện thoại. Dạ. Rồi sau đó là con đi cầm luôn. Đó là con cũng suy nghĩ là giờ còn 200 mà. Giờ mà đóng vô là không có tiền ăn uống. Xong con mới quyết định là con cầm luôn. Cầm luôn. Sau đó như thế nào nữa? Dạ sau đó con cầm đóng vô 500 ngàn là hết tiền xài luôn chú. Là con vào làm là con làm ở đó là ở đâu? À con làm ở công ty Lít Bột Giặt. Ồ. Là ở đâu con? Địa chỉ cụ thể. Dạ địa chỉ cụ thể là khu công nghiệp Sóng Thần. Bây giờ con trai cho chú hỏi này. Con trai tìm cái công việc làm đó là con trai tìm trên mạng. Dạ. Là Facebook hay là Google hay như nào? Dạ Facebook. Facebook hả? Dạ. Cái trang đó Facebook là để sao? Để là giới thiệu việc làm là việc nhẹ lương cao. Đó. Chính vì cái câu mà tìm việc nhẹ lương cao trên mạng ấy, mà hôm mà anh trai về đây đúng không ạ? Thì anh em đã dự đoán là con trai nhà mình khả năng bị lừa bán sang cam rất cao. Nhưng mà rất may mắn rằng là gia đình nhà mình phúc đức rất lớn nên mà con trai là vẫn còn ở Việt Nam, đúng không ạ? Anh có công nhận với em là những cái tình tiết mà con trai mình cũng như là cái câu chuyện mà anh về đây nhờ anh em là tình nghi bên cam nhiều không, đúng không ạ? Đúng rồi, trong gia đình em cũng gần nghi bên đó rồi, cũng gần nghi luôn. Nhưng mà may mắn. Rất là may mắn. Bây giờ con cho chú hỏi là trước kia là con làm công việc gì? Dạ con làm chung với ba con là công ty sắt thép Việt Thắng. Làm cái đó có cực không con? Dạ cũng không có cực lắm. Tháng được nhiều tiền không? Dạ tháng được 6 triệu. 6 triệu là ngon rồi, 15 tuổi mà tháng kiếm 6 triệu là quá dữ rồi. Con còn em út nữa đúng không? Dạ có. Ba mẹ có để cho con thiếu thốn gì không? Dạ không. Con mua đầy đủ cho con ăn không? Dạ có. Chú nhìn con là chú biết là gia đình là chăm con rồi. Không chăm sao con mập được vậy được. Nhưng mà nghe ba con nói là con về con ốm hơn đợt lúc đi đúng không? Dạ. Suốt hơn mấy ký rồi. Suốt dạ. Mấy ký? Dạ cỡ 5 ký. 5 ký. Vậy là con đi mười mấy ngày. Dạ. Con trong đấy con có được ăn uống đầy đủ không? Dạ có. Cụ thể con làm là công việc gì? Dạ bốc thùng xà bông. Thùng nặng không con? Dạ 15 ký, 20 ký có. Vậy là khi đi là con có đem giấy tờ tùy thân đi không? Dạ không, con để nhà. Ôi trời đất ơi. Con không có giấy tờ tùy thân sao người ta vẫn nhận con làm? Người ta nói là
vẫn nhân bình thường, phải thêm một xíu tiền nữa. Gạt mình đó. Nhưng mà con nói là con chỉ còn có nhiêu đó thôi mà người ta vẫn chấp nhận. Thứ nhất nè, những công ty mà đúng với luật pháp là con chưa đủ tuổi là họ sẽ không bao giờ nhận con. Bởi vì con chưa đủ tuổi, chưa đủ tuổi để lao động. Thứ hai là con không có giấy tờ mà công ty nhận con là công ty, những công ty đó là có vấn đề rồi. Đúng chưa? Chứ còn thường đi làm công tơ, đi làm công ty phải có hồ sơ, giấy tờ lý lịch bản thân đầy đủ hết, giấy khám sức khỏe, cũng như là quan trọng nhất là con phải đủ 18 tuổi. Đúng không? Vậy rồi vào đấy là con làm được mười mấy ngày con có lương không? Dạ con vô chỗ con ký hợp đồng, người ta nói là làm mà đủ đủ 26 tới 30 ngày là được lãnh lương. Người ta nói là nghỉ giữa chừng thì không có. Vậy là con làm được bao nhiêu, làm được mười mấy ngày đấy đúng không? Dạ. Là con làm một ngày mấy tiếng? Dạ con làm tới 9 giờ tối là. Từ mấy giờ đến 9 giờ tối? Dạ 5 giờ sáng. Trời đất ơi, 5 giờ sáng đến 9 giờ tối. Quá khủng khiếp. Cái này là bóc lột sức lao động, mà đặc biệt là đây là những người lao động là trẻ em, bóc lột sức lao động trẻ em. Trong đó có nhiều người này ở lứa tuổi giống con không? Dạ có. Tất cả các bạn cũng đều tìm trên mạng xã hội hay là như thế nào? Dạ cũng tìm trên mạng xã hội. Con có nói chuyện với các bạn đấy không? Dạ có. Rồi các bạn đấy có mong muốn được về nhà không? Dạ có luôn. Sao các bạn không về? Tại vì các bạn nói là làm trong đủ tháng xong có tiền mới về được. À, còn bây giờ về nghỉ ngang là không có tiền. Dạ. Như con về là không có đồng nào. Người ta sẽ hẹn là 3 tháng sau quay lại điện cái ông quản lý đưa tiền á. Làm sẽ đưa cho. Đúng 3 tháng. Những lời con nói vừa rồi có thật không? Dạ có. Thật đúng không? Mà dạ chú tin con, bởi vì con 15 tuổi thì chắc chắn con nói chuyện sẽ thật rồi. Con cảm giác những cái ngày mà con xa gia đình, con đi làm bốc vác như vậy, con cảm giác như thế nào? Sướng không? Lúc đó con có nhớ gia đình không? Sao mình đi được 1-2 ngày xong mình không về? Tại... Tại sao? Sợ bà. Đó, sợ rất bà. Nhiều bạn trẻ, rất nhiều bạn trẻ khi mà bỏ đi rồi là muốn quay trở về nhưng mà đều sợ ba mẹ. Nhưng mà ba mẹ, chính vì cái con không về mà ba mẹ ở nhà là mọi thứ xáo trộn hết. Ba mẹ hoang mang, chạy trốn khắp, chạy đôn chạy đáo khắp nơi để đi tìm con biết không? Con làm sao con biết được? Có ăn được không? Dạ. Trong đấy con ăn được không? Dạ được. Ngủ được không? Dạ được. Làm từ 5 giờ sáng đến 9 giờ tối thì chắc chắn là ăn xong là lăn ra ngủ rồi. Dạ. Rồi con sợ chưa? Dạ sợ. Bây giờ chú muốn con làm cái việc đầu tiên là quay về hướng ba đi. Khoanh tay lại. Xin lỗi ba. Xin lỗi cha. Nói sao với ba đi. Ôm lấy ba. Ôm lấy ba. Đó. Vậy là trải qua một khóa gọi là thăng trầm trong cuộc sống rồi đấy. Cái này có thể là cái bài học đầu tiên cũng như là cái bài học cuối cùng nhá con nhá. Đừng bao giờ tin nghe theo những gì trên mạng xã hội mà nói những công việc việc nhẹ lương cao không có đâu. Đó là một con may mắn á. Chú nói thật là con rất may mắn. Bởi vì tới giờ phút này mà con vẫn ở Việt Nam mà con về gặp được ba mẹ là con rất may mắn. Cái chiêu trò đó thường thường là những cái chiêu trò đó là thường thường là bị lừa bán quả cam là nhiều. À, con cảm ơn, nói chung là nhà con là sống có đức á. Nên mà con mới được may mắn như vậy á. Bây giờ về rồi là bây giờ là con tính như thế nào? Dạ con tính quay lại từ đầu làm như ba con. Trước kia làm ở nhà ba mẹ có la không? Dạ cũng lâu lâu có một lần. Nhưng mà con thấy la như vậy đúng hay sai? Dạ đúng. Chứ sao nữa, ba mẹ nào cũng muốn tốt cho con hết á. La là la để sau này cho con nên người. Bây giờ con còn rất nhỏ. Mặc dù là thân thể của con lớn to thật nhưng mà tuổi đời của con nhỏ lắm, con chưa từng biết, chưa va chạm ở bên ngoài. Chừng nào sau này đi. Ví dụ đi, bây giờ con 15 tuổi, 3 năm sau con 18 tuổi, khi con có gia đình, con có con, lúc đó bản thân con sẽ hiểu được cái công ơn, cái công sức của cha mẹ như thế nào. Nhá. Bây giờ cái nhiệm vụ của con là bây giờ cứ thôi mình không còn đi học nữa. Thì bây giờ mình về, đặc biệt con lại là con trưởng trong gia đình đúng không? Anh hai, thứ nhất là bây giờ mình phải làm gương cho em nữa.
thì mình về cứ nghe lời ba mẹ đi làm kiếm tiền thì mình cứ tiết kiệm đó, sau này thì ba mẹ cũng lo cho con chứ lo cho ai, đúng không? Ba mẹ thấy là con đòi gì ba mẹ có chiều con cái đó không? Ừ, vậy là hạnh phúc rồi. Rồi mẹ bệnh rồi bây giờ là con cảm thấy con có hối hận những cái ngày con đi không? Hối hận nhiều không? Nếu bây giờ ai đó mà kêu con đi làm tháng 2.000 đô con đi không? Tại sao không đi? Tại vì đó là những công việc không có thật, đúng chưa? Đó là lừa đảo thôi. Con muốn có lời nào, thông điệp nào con gửi tới tất cả các bạn trẻ mà có suy nghĩ mà đi việc làm việc nhẹ lương cao giống con không? Con nói đi. Tìm trên mạng mấy việc nhẹ lương cao như mình, mấy đó không có tốt đâu, Ảo ha. ảo. Ừ. Nhưng mà lần này đi về là làm việc nặng ngon lành ha. Về khi mà về gặp ba gặp mẹ này có vui không? Có khóc không? Không có. Ủa, đàn ông ai khóc kìa. Nhiều Mình rồi. dám dám làm dám chịu mà khóc gì? Rồi những ngày ngày tháng trong đấy là tối nằm ngủ này có nhớ nhớ mẹ hay là nhớ ba nhiều? Có mà sơ sơ thôi. Sao lại nhớ sơ sơ? Không biết nữa. Không biết nói gì. Mệt quá đúng không? Mệt quá, làm mệt quá mà. Nhưng mà phải nói là con nhà mình may mắn anh ạ. Dạ đúng rồi. Nhưng mà anh cảm thấy là con nhà mình đi mười mấy ngày mà thấy bé chia sẻ rằng làm từ 5 giờ sáng đến 9 giờ chiều là 9 giờ tối là anh thấy đứt ruột không? Dạ đúng rồi. Xót đúng không? Ở nhà mình đâu có cho nó làm gì đâu. Không thấy hơi cực cực nữa mà mình không cho rồi. Quá thường. Giờ này thôi gán lên đằng Facebook là không có vụ mà Tuyệt đối bây giờ chú chỉ không cho có chú nghe bày lời cho ai này. hết. Thứ nhất là bạn bè, tất cả các mối quan hệ bạn bè tin ít thôi nhá, đừng tin tuyệt đối. Và đặc biệt những bạn nào mà rủ đi cà phê hoặc đi làm ở đâu đó không đi, bất kể những cái thông tin nào bạn nào muốn rủ đi làm đâu, phải thứ nhất là con phải chia sẻ với ba mẹ trước, phải hỏi ý kiến của ba mẹ, không được tự động quyết định nhá. Ba mẹ là người mà sinh ra con và là người mà bươn chải va chạm ở ngoài rất nhiều, có rất nhiều kinh nghiệm thâm niên, nên ba mẹ sẽ biết đâu là đúng đâu là sai nha. Và đặc biệt rằng nếu mà trong cuộc sống mà ba mẹ đôi khi thì ba có la hoặc mẹ có la 1-2 tiếng bình thường, đừng có vì cái chuyện đó mà giận rồi bỏ đi nhá. Giờ về em cứ tập trung làm với ba đi, kiếm tiền mai mốt còn cưới vợ này chứ, có muốn cưới vợ không, có người yêu chưa, Chưa. đó thì cũng phải vài năm nữa phải có người yêu phải cưới vợ đúng không? Rồi bây giờ là con bình tĩnh lại được chưa, bình tâm lại chưa, hết hoang mang hết sợ sệt chưa? Nhớ những gì chú dặn nhá, về nhà chịu khó đó, làm ăn nghe lời ba mẹ, tích góp lại, quan hệ bạn bè ít thôi, tránh các trường hợp mà lên mạng đi tìm việc làm như vừa rồi nhá. Về là may rồi. Thôi anh ạ, thôi thì bé nó cũng về là mừng rồi. Về được có gì thì tuyên truyền cho bé những cái video mà anh em đội sĩ Thanh Hải đăng tải lên, có thể là bé chưa thể nắm bắt được hết, nhưng mà rất cần những bậc làm cha làm mẹ tuyên truyền những cái điều mà hiện nay, những cái chiêu trò của những cái đối tượng dụ dỗ lừa đảo để cho con em mình biết để mà tránh né. Rồi thì hôm nay thì em cũng không biết nói gì hơn, thì em chúc mừng gia đình và chúc gia đình nhà mình là thật nhiều sức khỏe để tiếp tục công việc mưu sinh ở đất khách quê người. Dạ thưa cô chú anh chị, thì tiếp tục ngày hôm nay anh em ghi nhận sự việc là bé trai 15 tuổi đã quay trở về một cách an toàn. Thì em thay mặt đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải, thay mặt anh trai cũng như là con trai gửi lời cảm ơn sâu sắc tới tất cả cô chú anh chị đã luôn quan tâm, yêu thương và chia sẻ cái video vừa rồi để giúp cho con trai quay trở về một cách là bình an và an toàn nhất. Em không biết nói gì hơn thì chỉ biết là cảm ơn cô chú anh chị trên cộng đồng mạng rất là nhiều và luôn luôn ghi nhận những cái công ơn của tất cả cô chú anh chị đã luôn luôn đóng góp giúp đỡ mọi người. Dạ thì hôm nay em xin phép được đăng cái video này lên khắp các trang mạng xã hội. Thứ nhất là để báo tin cho tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Thứ hai là truyền tải cái thông điệp tới tất cả các bậc làm cha làm mẹ. Anh trai có đồng ý không? Dạ đồng ý. Rồi con trai có đồng ý cho chú đăng cái câu chuyện này lên trên mạng xã hội không? Dạ đồng ý. Rồi bây giờ hai cha con về là kiếm món gì ngon ngon cho thằng nhỏ ăn nhá anh nha. Dạ. Làm thích con thích ăn gì? Biết nữa không? Dễ thương vô cùng, ngoan, nó đâu có ấy đâu, nó ngoan mà, chẳng qua là nó mê, nó nghe theo người ta thôi Nghe lời ta. chứ nó ngoan đấy. Nhất nhiều đứa về đây rất bướng nhưng mà em thấy thằng nhóc nhà mình ngoan mà dễ thương, nhưng mà chú ước là chú được mập như con đấy. Rồi xin phép chào hai cha con. Dạ rồi, em Cảm chào ơn. tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng.